Xin chào tất cả những anh em học viên online của tôi. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ cho anh em cách để cho anh em nhận biết được vì sao cục kích lô mà chúng ta mua về đôi khi lại dính phải cái trường hợp xe không khởi động được hoặc khởi động được nhưng mà mất lửa cao áp. Thì chúng ta quan sát này, bên tay phải của tôi đây là con kích zin. Thì kích zin nha, tức là kích của cục kích trên xe, chúng ta sẽ quan sát cho tôi này. Chúng ta đếm từ đây là số 1 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân số 1 là vàng xanh biển là đánh lửa. Chân số 2 là chân khởi động trắng xanh. Chân số 3 là nguồn 12V, chân số 4 là khởi động, chân số 5 là khởi động, chân số 6 là nguồn mát. Đó, thì đây là cục kích zin. Vậy thì bây giờ chúng ta quan sát vào ba con kích này, chúng ta thấy này là tôi lấy ví dụ đây là con kích lô. Nhưng mà con kích lô này này thì sản xuất đúng quy trình này. Đánh lửa này, khởi động, nguồn, khởi động, mát. Đó. Còn cái con này này chúng ta quan sát này. Hai con này chúng ta quan sát đi nhé này. Đánh lửa đúng này, khởi động đúng này, nguồn đúng này, nhưng mà cái dây trắng đỏ với dây trắng đen này hai dây này bị khác nhau này, bị cháo cho nhau, thấy không? Cho nên chúng ta nhìn này, những con kích lô này chúng ta gắn lên xe sẽ không thể nổ được, không thể đè được vì lý do hai chân khởi động này bị cháo cho nhau, nên là đây là lỗi của nhà sản xuất và hàng lô nó hay bị như vậy, nên anh em cẩn thận nha, khi mua hàng lô về là ôm xô luôn đấy các bạn nha. Còn đối với con này thì chúng ta lại quan sát này, đánh lửa tốt, đánh lửa đúng này, khởi động này. Cái chân số 3 này đáng lẽ nó là nguồn này. Nguồn này phải về chân số 3, nhưng đằng này này, chân nguồn này à chân đánh lửa à chân khởi động này lại thay thế vào cái chân nguồn sang bên đây. Cho nên chúng ta thấy là ở cái con cảm biến này thì đang sai dây này với dây nguồn. Đó, còn hai dây này khởi động, nguồn mà nguồn mát thì hai dây này ok. Hai dây này ok, còn hai dây giữa đang bị cháo cho nhau này. Đó, cho nên là hai cảm biến này là hai cảm biến lô. Khi anh em mua về chúng ta không để ý, chúng ta ráp lên xe sẽ không thể khởi động được. À, hoặc là khởi động được mà không có lửa đâu các bạn nha. Cho nên anh em cẩn thận nha. Tuyệt đối hàng lô thì cũng xài lên lựa chọn những cái hàng cao cấp một chút, đừng có tham những cái hàng rẻ mà xài nha anh em. Đây là thông tin bảo mật, chúng ta chỉ tiết lộ cho anh em trong lớp biết thôi, không cho những anh em bên ngoài biết nha.